Trong khi thiền định, nếu trong tâm khởi lên vọng tưởng, trí tuệ có thể giúp ta phân biệt rõ chân lý và sự vật, phân biệt rõ ta và người. Chính sự phân biệt đó dẫn dắt cuộc sống của chúng ta đi vào lầm lạc. Con người thường bị tình cảm trói buộc, mà tham lam chính là nguyên nhân khiến con người rời xa chân lý. Trong vòng luân hồi từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, chúng ta sợ hãi bệnh tật và chết chóc. Điều đó chỉ làm tăng trưởng vô tri và sợ hãi của chúng ta mà thôi. Do đó, cần phải đoạn trừ tất cả vọng tưởng. Một khi bước ra khỏi vọng tưởng, thì sinh mạng cũng sẽ được tự do, thoát khỏi sự tù túng